Sau một thời gian sống và đi tìm sự thật về gia đình của thằng Núp, thì ngày hôm nay mình lại tiếp tục trở thành một thằng Núp. Vì cha thằng Núp thì đã bị ngỡm rồi, còn mẹ thằng Núp thì đã bị tử thần bắt đi. Cho nên là mình đã được chuyển tới nhà của bà ngoại thằng Núp. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ xem coi bà ngoại thằng Núp có giống với cha mẹ của thằng Núp hay không, là một người tốt hay là một người xấu các bạn ơi. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu. Mình trở thành thằng Núp rồi các bạn ơi. Lần này mình thấy phong cảnh là không phải là một cái bàn ăn nữa, mà là một phòng khách có bàn ghế và tivi. Bây giờ thì đi thôi, có ai đi với mình không ta? Không có ai đi với mình, chắc mình đi một mình luôn các bạn ơi. Let's go. Đây, phòng tivi này các bạn. Ngồi ghế xem tivi, chắc là coi tivi cùng với bà đấy các bạn. Và hiện tại chiếc xe đang chở một người tới. Các bạn biết đó là ai không? Đó, một chiếc xe kim cương nha các bạn. Rồi, để xem coi ai tới đây, mình tới hay là bà tới. Thì thật ra là mình đang tới nhà của bà đấy các bạn. Đấy, nhìn mặt của bà rất là hiền luôn. Ai đó? Who is that? À, bà đang hỏi các bạn. Rồi, đó là mình chứ ai, con là bà. Nhưng mình hiện tại bây giờ mình đang giả dạng làm thằng Núp nha các bạn. Chứ mình không phải là, đây không phải là bà của mình nha, bà của thằng Núp. À, bây giờ bà đang ngồi nói chuyện, ăn uống đồ rất. Ủa, rồi còn cái này là ai? Ui, đây là mẹ thằng Núp các bạn. Mà phải, mẹ Núp bị ông tử thần bắt đi rồi mà. Có thể đây là một người mẹ khác của thằng Núp các bạn à. Không hiểu được. Rồi bây giờ thì đang nói chuyện thôi các bạn. Thì căn nhà này các bạn thấy quen thuộc đúng không? Đây có ghế nè, bàn ăn nè, tủ lạnh nè. Mình nghĩ là mình sẽ phải nấu ăn cho bà đấy. Rồi, ê, bà kêu là đừng có lo lắng cái chuyện gì đó. Chắc là đang nói chuyện nãy giờ. Rồi, tập trung vô các bạn. Mình nói chung là mình hơi sợ cái vụ này. Trời ơi, vừa bước vô nhà thấy có cái này là thấy hơi căng rồi đó. Rồi để xem coi. Đây là căn phòng mình ở đây nè các bạn, mình sẽ ở đây nè. Do homework, làm bài tập về nhà đấy các bạn. Rồi để mình xem rồi, 9 giờ rồi. Bây giờ ra ngoài xem coi được không. Bà ơi, bà đâu rồi, mình sẽ nhanh được không ta. Người ta kêu nhiệm vụ của mình là bây giờ đi xuống cầu thang nè. Bà đây rồi. Dạ, con chào bà. Lâu lắm rồi con mới gặp bà đó. Thật ra là đầu tiên mình gặp các bạn, nhưng mà mình đang là trong thằng Núp, cho nên mình phải giả dạng nói vậy. Bây giờ mình làm gì đây ta? Bây giờ mình sẽ phải gọi là lấy bình xăng nè. Đây. Cái này là cái bình oxy nha các bạn, không có cái này là coi như không thở được nha. Rồi, ok. Rồi con xong rồi bà ơi. Bây giờ là lại chỗ của bà. Lại chỗ bà rồi, làm gì nữa? Cái gì đây? Gigenma Me. Ủa cái này là cái gì ta? Mình không biết. Medicine. Là cái này cho bà uống thuốc. Đây. Vậy là thằng Núp nó sẽ chăm sóc cho bà các bạn ơi. Đúng rồi, tại vì bà cũng lớn tuổi các bạn thấy nè, đó tóc bạc nè, mắt kiến nè. Rồi, để xem coi cho bà uống thuốc cho sẽ như thế nào đây. Rồi xong. Con có thể gọi là mở tivi lên cho bà được không? Nhưng mà con gọi là con phải đi học rồi. Được. Dạ để anh tí con mở lên xong con đi lên. Ui. Gì vậy? What? Hết hồn, tưởng cho bà uống thuốc xong cái bà nằm luôn là xong phim luôn á. Rồi, quay, bây giờ bà, bà kêu mở tivi mà sao bà đi đâu rồi? Ôi bà đi ngủ rồi các bạn. Khó hiểu thiệt nha. Nhiệm vụ là mở tivi các bạn, chứ thật chắc là bà đi ngủ rồi ai coi tivi đâu. Ui, Ricking New. Đây là loại thuốc. Trời ơi, loại thuốc độc. Cẩn thận khi mà người uống vào sẽ gọi là bị nổi điên các bạn ơi. Trời, loại thuốc này nhìn quen. Ủa, cái này nãy mình đưa cho bà uống mà. Này mình không biết nha. Này người ta kêu mình chứ mình không biết gì nha. Rồi xong luôn. Vậy là uống nhầm loại thuốc rồi các bạn ơi. Rồi xong luôn rồi. Bà phòng bà bên đây. Phòng mình ở đâu tôi quên mất tiêu rồi. Phòng mình ở đây là phòng ăn. Phòng mình phòng nào trời? Quên rồi. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ gọi là bình tĩnh. Thời gian bây giờ chúng ta phải quan sát được những căn phòng các bạn ơi. Không biết là đây cái này là cửa ngoài nè, mình vô đây nè. Go upstairs to bedroom. Rồi, đi lên cầu thang. Lên phòng ngủ. Wow, đây phòng ngủ của mình đây các bạn ơi, nhớ rồi. Rồi, đóng cửa phòng lại thôi. Đâu có gì đâu, này là bình thường mà. Rồi sao nữa? Vô phòng ngủ mà làm gì đây? Chắc là mình sẽ phải gọi là làm bài tập về nhà các bạn. Mà hình này là ai đây trời? Ui. Khoan. Ui, lên ngồi dưới của em. Ui, mình nghe tiếng chuông các bạn ơi. Go do homework. Ba nè. Thôi, sao nhìn ui bà cầm đôi dép các bạn ơi, cầm đôi dép Lào. Mình mà không học bài là bà cầm dép Lào bà quất mình. Ảo thật đấy các bạn, cầm dép Lào các bạn. Yeah, an toàn rồi các bạn ơi. Vậy là chúng ta sẽ phải giống như sống ở nhà của thằng Núp các bạn ơi. Đây,
khi mà có chuông điện thoại là bà sẽ tỉnh dậy. Chúng ta sẽ phải lên bàn, ngồi học hoặc là đi ngủ. Nhớ là phải bơm oxy vào, lấy bình ga các bạn ơi. Sau đó là nhớ ăn, cùng với đó là uống nước. Rồi ok con dê, chơi luôn. Vậy là bà cũng giống như là cha mẹ thằng Núp thôi các bạn ơi. Không khác gì, cũng quản lý mình quá là chặt chẽ. À, gì đây? Đừng quên là điện sẽ gọi là bị tắt khi mà gọi là... À, rồi rồi, hiểu rồi, hiểu rồi. Điện sẽ bị tắt khi mà hết năng lượng các bạn. Rồi, survival the night. Ui, đói nãy giờ rồi, lo chém gió. Ừ ha, nãy giờ đâu có biết nấu đồ ăn gì đâu trời. Bà đâu rồi, bà ngủ rồi. Phòng ăn, xuống phòng ăn nấu lẹ lẹ lẹ. Ui, từ từ, lấy nước uống cái nè. Trời ơi, nước lấy lâu dữ vậy trời. Hết đồ ăn rồi kìa. Ơ, à, cái gì vậy? Nó không mất máu từ từ mà nó cái đi luôn các bạn. Lực lượng lần này là 4 người nha các bạn. Chơi cho nó an toàn. Biết 4 người có an toàn không nữa. Thật ra những người này đã từng chơi rồi. À, wow, thanh niên nói gì đây? I really really miss her. Tôi thật sự rất nhớ bà của tôi. Người ta. Rồi, được rồi. Bây giờ là chúng ta sẽ phải tập trung vô nha các bạn ơi. Không biết bé thanh niên như thế nào đây nữa. Wow, hồi nãy bắt đầu khó bạn. Thật sự là quá khó. Rồi, chúng ta sẽ đi xuống cầu thang thôi mấy đứa ơi. Let's go. Này mấy người này mình không quen nha mày. Chỗ chơi coi coi người ta gọi là chơi như thế nào. Có pro hay không? Trước tiên là mình nấu ăn đi. Đúng không? Hồi nãy mình quên cái vụ nấu ăn các bạn. Uống nước cái nè. À, trước tiên uống nước các bạn. Xem như thế nào. Rồi, ly nước đâu quên lấy nước ta. Ui không cần ly nước nha các bạn. Này lấy thức ăn à. Đây 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 có dĩa nè. Nấu đồ ăn thôi. Wow, nghe tiếng đã tai thì các bạn ơi. Cái tiếng này á, các bạn đi ngủ mà các bạn nghe cái tiếng này ngủ ngon lắm các bạn. Ngủ nó gọi là dễ vô giấc ngủ lắm. Rồi, tiếp tục nè. 9 giờ tối mọi người vẫn đang học bài nè, các bạn thấy siêng năng không? Mình vừa tìm được một cái team gọi là rất là siêng học luôn các bạn. Bây giờ là đợi bà lên thôi. Ở đi xuống dưới cầu thang đi. Rồi được rồi đó. Ui, vô ghế ngồi đi. Ui, chuẩn bị bà lên đó. Tập trung nào anh em. Có này đồ ăn lên nè. Tí nữa ai đói thì tôi cho ăn. À, ui. Nghe tiếng chuông rồi. Tiếng chuông báo hiệu bà lên đấy. 10 giờ tối bắt đầu làm bài tập thôi. Đấy, mọi người đang học bài nè bạn ơi. Siêng năng ghê chưa? Nhưng mà phải siêng năng vậy bà mới không có phạt. Kì kì bà đứng kìa. Bà có đôi dép lào thằng Thánh nha các bạn ơi. Láo nháo là bà cho ăn dép lào. Rồi từ tập trung vô. Rồi bà xuống rồi. Nhau. Xuống rồi anh em. Nhanh lên. Ui cái này cái gì đây? Giờ này còn cái này nữa. Đi xuống đi xuống đi xuống. Xuống đi mấy đứa. Xuống dưới đó kiếm đồ ăn đi. Nhanh để mình xem coi cái lượng cái oxy của mình nó ok chưa. Xuống đây. Lượng oxy ok rồi đấy. Rồi không cần đèn điện. À khi mà hết điện các bạn uống nước trước nè. Đầu tiên uống nước trước cái đi tính. À ok chưa. Uống nước đi rồi ăn đi. Ăn đi rồi lấy đồ. Rồi đây. Ấy mới nấu xong cho ông ăn luôn rồi ông ơi. Đây mình sẽ phải tranh thủ mình nấu bạn ơi. Ơi cái năng lượng của mình nó đang giảm rất là nhiều nha các bạn. Năng lượng với nước của mình đang giảm rất là nhiều nha. Mình nghĩ là bây giờ ui sao ăn sạch hết vậy mấy ông. Mỗi người một cái ăn mà nấu lên chứ. Rồi lên lầu lẹ bà lên bây giờ. Nhanh lên. Bà lên nhanh lắm các bạn nên là tụi mình cũng phải lên thì là lẹ thôi. Hạn chế đi nhanh thì sao á. Kìa có một người đi ngủ rồi kìa. Mình cũng phải đi ngủ thôi. Giường này 4 người ngủ được thoải mái nha các bạn. Đây, mỗi người 2 giường. Trời ơi, nghe tới nhức đầu quá. Mi. Ngủ cái gì mà nó mi hoài nhức cái đầu thiệt chứ. Bà lên chưa? Thanh niên kia lại học bài rồi kìa. Chắc bà sắp lên rồi các bạn. Rồi ok. Ui, bà lên. Mấy đứa, vô ghế ngồi nhanh lên. Bà lên nhanh lắm đó, vô ghế ngồi. Ok rồi đó. Ui. Gì vậy? Thanh niên không chịu vô ghế ngồi sao á. Bà cho ăn một dép. Dép lào gì ta hồi xưa nó có cái game gì mà dép lào gì quên rồi. Rồi tiếp. Dưới. Oxy mấy đứa ơi. Điện thoại. Nghe điện thoại nhanh lên. Nghe điện thoại nhanh lên. Rồi ok, nghe điện thoại đi. Rồi cái tiếng điện thoại mà lớn quá là không được. Mình sẽ ăn trước. Rồi uống nước vô cái đã nấu ăn các bạn ơi chứ kiểu này không được rồi. Mình biết rồi, nếu như mình sợ mấy thanh niên này lấy của mình á thì mình sẽ cầm đồ ăn theo các bạn. Được ha. Rồi. Đó, mình sẽ để đó đây, ai ăn nha. Tôi là tôi chơi đàng hoàng á, tôi nấu cho mọi người ăn luôn. Rồi nhanh lên. Rồi đi lên lầu, lên lầu mình nghĩ là bây giờ bà sắp dậy rồi đó. Lên lầu lên lên.
lên lầu đi. Nghe tiếng chuông lại là chạy liền. Ui, còn cái này chưa nè. Ui, hết hồn. Thanh niên làm hết hồn được chứ. Ôi chạy lên lên lên. Trời ơi, mấy đứa này nó không có lo oxy gì hết các bạn. Nó cứ lo ngủ mà. Rồi, đóng cửa phòng lại đi ngủ. Rồi, đi ngủ. Bà lên thì mình sẽ gọi là chạy nha, mình đang cần thêm năng lượng. Ok, tập trung. Này hơi căng các bạn ơi. Bà chuẩn bị lên á, bà chuẩn bị lên á. Bà chuẩn bị lên nha, nghe tiếng chuông là lên nè. Lên đi bà. Chứ kiểu này là đói luôn á. Đói cái là ngẫm luôn các bạn. Sao lâu vậy? Sao bà chưa lên nữa? Giờ sao ta? Vô ghế ngọt đi. Ê. Đó, 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 đó. Ngồi ghế đi bạn. Trời ơi, rồi thanh niên này chắc bị bắt quá nè. Mình nghi lắm nè, thanh niên này chắc bị bắt nè. Thanh niên này nè. Rồi, 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 rồi. Hên quá, hên, chưa. Rồi bây giờ xuống dưới ăn lẹ đi các bạn ơi. Chứ kiểu này là không ổn rồi. Ủa, mới có 12 giờ khuya, 12 giờ khuya mà mấy đứa nhỏ học bài thấy chăm chỉ chưa? Sau này lớn lên làm bác sĩ giám đốc rồi nha. Rồi, đi nào. Nhanh lên. Mình sợ là biết cái gì không? Sợ cái điện thoại nó reo lên nè. Rồi ăn chút đi. Rồi uống nước vô. Đấy. Quan trọng là phải bình tĩnh các bạn. Tí mà có tiếng chuông điện thoại là có người ra liền nha nha mấy đứa. Ra liền nha. Chuông điện thoại mà không ra nữa là xác định luôn á. Rồi. Lấy cái nữa, nấu cái nữa bạn ơi. Giờ đi ngủ thôi, tại vì mình hết năng lượng rồi, mình không đủ năng lượng là không được, đóng cửa lại. Rồi, ui, ba kia, dậy, vô ghế ngồi. Ui, nhanh lên. Rồi, xong rồi, bà phát hiện ăn đây rồi. Ui, thanh niên hên ấy, suýt tí bà phát hiện luôn các bạn. Hên quá, 1 giờ rồi. Hú hồn con tròn, mình cũng hú hồn luôn các bạn. Trời cứu. Rồi, ok, đi ngủ, hết năng lượng cũng không được nha. Ngủ đây, sức khỏe cần ngủ nào. Thanh niên này ngủ nhức đầu các bạn, nó ngái. Nhức cái đầu luôn á. Rồi. Thôi đi xuống được rồi đó. Xuống nước với ăn uống đồ đi chứ bây giờ mà không được đâu. Ê thanh niên, đợi đồng đội với làm gì chạy lên trên trước rồi. Từ từ nào đã. Sợ quá các bạn ơi, 1 giờ sáng rồi. Lấy đồ ăn. Rồi nấu. Ủa cái đứa ngủ rồi kìa. Giờ sao ta? Ăn cái luôn đi, ăn cái luôn, chứ liệu luôn. Nhanh. Rồi uống nước. Rồi nước tăng lên rồi. Chạy. Lên lầu thôi. Cái này còn không? Bơm xăng vô em ơi, bơm xăng vô. Chính xác rồi, gần hết nè, bơm xăng vô. Rồi, ok rồi đó. Tuyệt vời. Tim này ok hơn giờ đấy. Bây giờ mình cần cái năng lượng. Ngủ tí đi. Oh no, bà lên. Lên ơi, kẹt. Kẹt là sao? Quái bị kẹt. Ui, bị bắt không trời. Mình bị kẹt các bạn ơi. Hên quá, bà không phát hiện ra mình. 2 giờ sáng rồi. Học bài đi mọi người. Tập trung vô. Để... Ui, trời. Thanh niên mày bị gì vậy? Sao đứa nào ngồi kế mình cũng bị bắt? Ui, đi. Đi ngủ đi. Thanh niên nào ngồi kế mình cũng bị bắt là sao? Mình cũng không hiểu chuyện gì xảy ra các bạn. Hảo thật đấy. Rồi. Ui. Quên. Energy full chứ không phải là bị gì. Rồi. Không biết là bến 6 giờ sáng hay là 3 giờ sáng này nữa. Rồi lấy đồ ăn thôi. Uống nước vô một cái. À, các bạn thấy không? Ở với bà nó cũng đâu có yên tâm được đâu các bạn. Cũng khá là ghê. Bà ghê quá. Còn có 2 người à, hồi nãy còn 3-4 người còn đỡ nha. 2 người hơi ghê các bạn. Mình sẽ ăn một lần nữa. Chúng ta sẽ theo cái nhịp đó là ăn 2 lần, uống 2 lần nha. Cứ theo cái nhịp đó mà làm. Mình mong là nó ok. Rồi uống cái nước vô. Đó, nó đang đầy lên rồi. Rồi, mình hết ăn giảm á các bạn ơi. Chắc mình sẽ ăn một lần nữa đi. Rồi, mình sẽ lên trên. Đi lên thôi. Mình nghĩ là ổn rồi đó. Mình nghĩ là chắc 3 giờ sáng là xong. Cái này còn 60%. Thanh niên kia lấy cái bình xăng, bình ga rồi, cái bình xăng á. Mình đâu có làm được gì đâu. Đóng cửa lại, đi ngủ. Nhớ để ý cái tiếng chuông nha các bạn. Tiếng đó, tiếng rèn rèn là chúng ta phải lên ghế ngồi liền. Rồi, vô ghế ngồi, nhanh lên em ơi. 3 giờ sáng rồi. Ồ,
Ôi, tưởng thanh niên bị bắt rồi chứ. Come on, học bà. Con đang học bài nha bà. Con rất là tập trung luôn á. À, hay à. Thấy mình hiền chưa? Ê, thấy mình giỏi chưa? 3 giờ sáng, cố tiếp tục. 3 giờ sáng rồi. Ừ, có thiếu gì rồi, thôi. Nhanh. Cái tiếng chuông này mà phát ra là bà nghe được là xong luôn á. Ok. Ủa, tắt chưa? Rồi, dám rồi. Nhanh. Bây giờ là phải uống. Ủa, 3 giờ sáng rồi mà vẫn chưa xong hả? Còn một bình xăng nữa à. Ây da, hơi căng rồi. Còn một bình xăng nữa các bạn ơi. 4 giờ sáng rồi. Năng lượng sắp giảm luôn rồi kìa. Ui, năng lượng nó tụt kìa. Mờ mắt luôn rồi các bạn. Rồi, xong rồi. Rồi, xuống rồi. Đi ngủ. Mờ mắt là mình không có chạy được. À, thì ra là mình năng lượng mình giảm thì mình không có chạy nhanh được thôi. Ủa, sao năng lượng không tăng luôn vậy? Wait, what? Năng lượng không tăng luôn sao chơi? À, đang tăng lên kìa. Tăng lên nhiều một tí đi. Vậy là chúng ta khoan, hãy học bài nha các bạn. Từ từ mình sẽ canh. Rồi, đi xuống dưới đây. Nhanh. Đi xuống dưới đây ăn uống cái đã rồi tính. Chứ bây giờ đang không có đồ ăn nè. Đang đói khát nè. Các bạn thấy chưa? Uống miếng nước vô cái. Rồi, từ từ, được rồi. Chúng ta phải canh cái nhịp nha các bạn ơi. Chỉ cần chúng ta đói một cái một hồi chứ nó không có trừ máu đâu mà nó cho chúng ta lên thiên đàng thẳng luôn. Lên thẳng thiên đàng luôn. Ơi, ê của tôi, ông định ăn của tôi hả? Đừng có làm vậy chứ. Mãi mãi là anh em mà kỳ vậy. Ủa, cái này là đến 5 giờ sáng hay 6 giờ sáng ta? Uống nước vô. Rồi, xong thanh niên kia nghe. Ôi, chắc là ngỡm rồi đấy. Biết ngay mà. Mình nghe là các bạn xác định rồi đó. Này à, hết xăng là hết năng lượng. Hiểu rồi, hết xăng là oh no. Bà đâu vậy? Nhảy. Bị kẹt. Nó có tính mình kẹt không ta? Chứ biết rồi, xong rồi bị bắt rồi. Bắt chắc luôn rồi. Ù, chưa bị bắt các bạn ơi. Nhưng mà hết năng lượng rồi. Mình chưa bị bắt nhưng mà mình hết năng lượng rồi. Bà đi bà, con đang tụt thức ăn nhiều lắm bà ơi. Rồi ok. Đi ngủ. Lẹ. Rồi. Come on. Khi mà chúng ta bị mờ như thế này nè, sẽ rất là lâu để chúng ta hồi năng lượng nha các bạn. Rất lâu luôn. Vấn đề đó mình đang rất là sợ cái vụ này nè. 5 giờ sáng rồi các bạn. Come on baby. Hồi đến nào? Sao nó không hồi cho mình cái năng lượng ta? Rồi, hồi đó là chuẩn bị hồi nè. Wow. Khó quá. Mình nghe có tiếng ho nữa các bạn. Ngái mà còn ho nữa. Chắc sặc nước, sặc nước bọt. Rồi, để mình đi xuống dưới đó. Mình tranh thủ mình xuống mình nấu ăn cái rồi mình gì luôn các bạn. Lần này sẽ không có cần phải bơm oxy nên là mình thấy nó cũng yên tâm việc vụ này. Uống nước cái. Mình xuống tạm. Rồi, ok. Rồi, nấu ăn. Come on, nấu ăn lâu lắm các bạn, nấu ăn cực kỳ lâu luôn. Nấu tiếp cái nha. Ăn lần nữa chắc lên trên là vừa rồi đó. Rồi, uống nước cái đã. Rồi ok, lên trên. Oh no. Sao bà tỉnh dậy nhanh vậy? Oh my god. Why 6 giờ rồi. Bà ơi, 6 giờ rồi, bà tỉnh dậy đi bà. Thuốc hết tác dụng rồi. Ủa, 6 giờ rồi mày vẫn chưa được nữa hả? Yeah. Wow. Thử 2-3 lần mới được. Cuối cùng cũng được rồi các bạn. Nhưng mà mắt của mình mờ mắt tiêu rồi, mình có thấy gì đâu. Freaking new. Chúng ta đã tìm ra được gọi là một vị bác sĩ rất là tận tâm, đã chữa trị. Cái này là đang bị energy nó hết nên các bạn thấy nó mờ mờ nha. Nhưng mà giờ chịu thôi chứ biết sao giờ. Oh.